Tức là trông trông có vẻ là cả Javan và Virgo thì đều rất là dễ bị khắc chế những tình huống lao vào. Virgo cũng có một cái kỹ năng lao vào là cái chiêu của W của mình. Và Javan thì là cái combo Hoàng Kỳ Tráng Long Kích. Nhìn chung thì mặc dù là sự lựa chọn của Coco là sự lựa chọn trước, nhưng ta cũng đang khiến cho Onflick bị hạn chế đi khá khá những sự lựa chọn ở vị trí đi rừng. Ít điểm hạ gục hơn so với đấu trước, và nó ít những cái tình huống giao tranh hay, tiếp tục sẽ là trận đấu cởi mở được cả Luxembourg và Hàng Hoa Esports hướng tới ở vòng đấu thứ hai này. Chúng ta cùng đến ngay với ván 2 trong cuộc độ BO3 giữa Luxembourg và Hàng Hoa trong khuôn khổ LCK mùa hè 2022 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt. Và rất hy vọng quý vị bạn để lại thêm những lượt like và subscribe cho kênh phát sóng của giải đấu, cũng như bản quyền phát sóng thuộc về BoxSpot. Nếu mà Mang Chủ sẽ cần một cái thần lính đẩy vào, Vista cũng như là Sabi đang cố gắng để có thể gây sức ép để đẩy lùi đối phương nhưng sẽ không thành công. Đây sẽ là tình huống Băng Trụ. Mục tiêu sẽ là ai đây? Mục tiêu là vị trí của Vista. Anh ta chắc chắn sẽ nằm trong tình huống này mà thôi. Và đại trụ như tôi đã dự đoán thì Coco anh ta sẽ tấn công. Và anh ta tấn công xuống cái khu vực đường mà điều kiện thắng bên phía của Lissabon hướng tới, đó là khu vực đường dưới. Và điểm hạ gục vừa rồi dành cho chính người chơi đi rừng bên phía của Lissabon luôn. Thực ra thì cái việc mà Croco anh ta tấn công thì nó cũng đã nằm trong dự đoán, bởi vì cái kiểu chơi của Croco là một cái kiểu chơi rất là đột biến, và anh ta có cầm chất tướng nào thì anh ta cũng sẽ cố gắng ganh và tạo đột biến ở trong giai đoạn đầu. Những cái tình huống setup lính đến từ khu vực đường dưới của Lissabon nó gần như là hoàn hảo quá. Và vừa rồi là bốn bên về nhà tôi nghĩ là cũng hoàn hảo đến từ Prince đấy, nhưng mà KL thì không phải đầu tư tốc biến. Hất tung thành công, sáp đi mới là người gặp nguy hiểm trong tình huống này. Anh ta không còn tốc biến nữa và chắc chắn sẽ nằm xuống trong pha điều này, và điểm hạ gục hơi đáng tiếc không được nhường dành cho vị trí của KL, nhưng bùa đỏ đang làm chậm Onflick rất khó chịu. Tốc biến vẫn ăn giật bắn lao theo đến từ Pin, né nhẹ một tình huống xuất hiện hành tráng của đối phương đến từ người chơi xạ thủ bên phía của Lissabon, và đó là điểm chiến công rất xứng đáng dành cho sàng hoàng tử bên phía của Lissabon. Và bây giờ sẽ là mục tiêu đầu tiên, mục tiêu lớn đầu tiên ở trên bản đồ được sẽ được các thành viên của bên phía Lissabon triển khai. Một cái ván đấu mà Lissabon họ đang thể hiện được đúng rất là chuẩn cái phong cách chơi của họ trong những ngày thi đấu vừa qua. Croco đang rất là chủ động so với những gì mà Onflick làm được, và Hang Online thì đang dần dần thể hiện những sự rời rạc các thứ. Cái ván đấu đầu tiên thì chúng ta hãy ghi nhớ rằng là thật ra là Onflick anh ta cũng hơi mờ nhạt, và ván đấu này thì mặc dù mới chỉ 7 phút thôi nhưng mà cũng đang có một cái sự dấu hiệu là hơi tăng hình một xíu đến từ Onflick. Và dù Ngoạn Thủy vượt lại chính xác thêm một lần nữa, Croco tốc biến ma thuật sang giành giật con bùa xanh thôi mà đầu tư như thế này thì Hang Online cự sao nổi. Và fake thông tin, thông tin có đến từ bên phía của Hang Online là Croco đang lảng vảng ở cánh dưới, và rõ ràng Sam đi không tốc biến sẽ phải lùi về rất xa khỏi những thân lính. Croco đang đánh rất khó chịu khi mà nếu như 3-3 xảy ra thì tôi tin chắc rằng người có lợi sẽ là bộ ba bên phía của Lissabon lại tiếp tục hất tung thành công với KL. Anh ta ở cấp 5 mưa đại bác tung ra tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp ở tầm xa, và đây sẽ là một lượng chênh lệch rất lớn. Prince đã hoàn thành xong móc diệt thủy quái ở phút thứ 9 nha. 9 phút một con dinh vác ra một đồ huyền thoại. Thì kỳ này là cũng hơi khó cho Hang Online rồi, họ phải tìm đột biến từ những cánh khác. Và câu trả lời của Onflick sẽ là hướng lên khu vực nửa trước bản đồ như Coco đứng chờ sẵn rồi. Đồng sứ giả. Coco biết được rằng là Onflick đang lên, và đây là một tình huống lưu vào người của Vista nằm xuống nhanh quá, thứ giả được xả ra rồi. Nhưng đây là một tình huống mà Closer cũng đang di chuyển tới. Có một tình huống bão điện tử được tung ra, và đây là một tình huống lao vào tốc biến để một người về, nhưng đó là người vô cùng quan trọng là carry của Hang Online. Garris nằm xuống 6-0 cho Lipsanbox. Đó là pha 2 đánh 4. Nhưng Lissabon vẫn có được điểm hạ gục bởi vì là Hang Hoa Lai băng trụ. Họ muốn băng trụ tấn công vào đô, nhưng họ đâu biết rằng đằng sau lưng của anh ta là một con Poppy lù lù đứng đằng sau đến từ Croco. Dành cho bên phía của Hang Hoa Lai Sport khi mà cái khả năng tăng tiến sức mạnh đến từ một con Jinx của Prince là quá vượt trội so với lại cái khả năng chịu đựng đến từ các thành viên bên phía của Hang Hoa Lai. Tôi nghĩ lượng tiền bây giờ chênh lệch giữa hai xạ thủ nó phải rơi vào tầm trên 2.000 rồi, so với lại khoảng thời gian trước. Phút thứ 9 thì chúng ta nhìn thấy lượng tiền là 1.500, nhưng vừa rồi là trụ một toàn bản đồ như Long nói, và cánh trên vừa rồi có thêm hai giáp trụ với tình huống bào đến từ Prince, thì bây giờ là 2.000 tiền chênh lệch. Tốc biến qua phía bên kia bờ tường, rất tự tin với tốc biến ma thuật đến từ vị trí của Croco, nhặt bắn rất đau đến từ vị trí của Prince, và mưa đại bác Sam Dim lướt phong linh, cú đẩy tốt đến từ vị trí của Closer, ép luôn cả tốc biến đến từ vị trí của Sam Dim cũng như là hồi máu của anh chàng này. Bên phía này thì đã có điểm hạ gục dành cho người chơi xạ thủ bên phía của Lissabon khi mà Sam Dim nằm xuống lần thứ hai ở ván đấu này, và mang lại thuộc về Prince. Khả năng cao chúng ta sẽ có ván 3, nhưng từ từ đã và đẩy về phương xong lại Sam Dim. Đẩy thẳng vào một tình huống lưu đạn ba hỏa trước đó được đặt đến từ vị trí của Prince. Vista lao thẳng vào những sát thương đâu, không có sát thương đến từ bên phía ngoài của Esports. Và Prince vẫn sống, nhặt xác đến từ Onflick, anh ta đang muốn làm một thứ gì đó. Đu đu có na khổng lồ đang tiến lên.
bật luôn cho mình không thể lay chuyển đến từ vị trí của Croco để ngăn tín hiệu lao vào đến từ bốn người bên phía của Hangulai Sport. Nhìn qua nhìn lại thì vẫn đang là pha đổi chắc lợi thế hơn dành cho bên phía của Hangulai, và để xem họ có thể tận dụng được ưu thế về người này để lấy thứ gì hay không. Đây, Prince vẫn còn nguyên hai phép bổ trợ trên người, đúng không? Cũng tương tự là như vậy, với tốc biến còn sẵn trên người. Croco cũng là như thế khi mà anh ta vẫn còn tốc biến. Và đêm phan núi ba thùng tốt làm chậm thành công, chặt rất đau đến từ vị trí của Đô, và pha đánh thương rất chí mạng và cực kỳ đau đến từ vị trí của Prince. Vista gặp nguy hiểm, ăn giật bắn lên bảng điểm số 2 mạng dành cho bên phía Vista Bốc, và ủi vai dính tường ngăn cả thông nổ đến từ Croco. Tuyệt mệnh có thể hạ gục Croco hay không? Câu trả lời là có, nhưng bản thân Orphic cũng phải đi theo. 4 điểm hạ gục dành cho các thành viên bên phía của Vista Bốc, và đây chắc chắn là rồng dành cho Prince cùng đồng đội. Ngay khi mà tôi vừa mới nói rằng là Hawlai họ sẽ cần phải can thiệp vào con rồng này để không mất đi lợi thế, thì đúng thật là họ đã làm được. Họ đã đổi lời hơn về mặt nhân sự so với cả với Philip Sunbox. Tưởng chừng chứng rằng Hawaii Sport có thể gỡ gà được một sau một pha đổi chắc lợi thế hơn, nhưng mà từ từ đã. Karis đi đâu thế này? Đẩy về, ăn đá lưỡi, ăn thêm giật bắn, ăn 1 tỷ thứ vào đầu và nằm xuống với sức sát thương đến từ Prince. Khá đơn giản với những pha bắt bới như vậy. Cánh dưới thì sao? Đây, mưa đại bác tung ra để có thể giải quyết quái vật đến từ vị trí của Đô. Và rõ ràng là Virgo trong tay của Onkick và Dudu với một con A không thể đủ sức để có thể can thiệp vào cái trụ đầu này. Sẽ là trụ 2 đường trên dành cho thành viên bên phía của Lissabox. Onkick anh ta đã không vào được, Dove đang đi bộ từ đường dưới lên để có thể tự tập trung lại cùng với cả những đồng đội mình để ăn trong con Baron này. Onkick mất nửa cây máu, giật bắn cỡ phải tầm 300, và Karis đang bị ủi vào tường, không dính tường nhưng ta vẫn đang bị dí theo đến từ Coco. Có tăng tốc pha, và đây một tình huống là vào đẩy được 3 người về, nhưng là về phía nhà của Hangulai, và tên lửa đạn đạo cực kỳ khủng khiếp tới từ Coco. Một hit nữa thôi Coco ơi. Coco lao thẳng vào trụ luôn, anh ta xác định là sẽ đổi mạng. V-Star lao tới với cú chiêu cuối, hút được người chơi đi rừng của phía Sunbox về. Nhưng đây là cú ngầm luôn chính xác tới từ KL. Quá tuyệt vời đến từ Sunbox. Coco không nằm xuống trong pha điếu vừa rồi khi anh ta có đồng đội bên cạnh. Lô đến từ Dudu, nhưng kể cả Lana không lung thì Hangulai cũng sẽ không thể giao tranh. Orphic còn một chấm máu thôi, anh ta bị hất tung bởi Dudu thì vượt và nằm xuống với pha đàm phán cuối cùng đến từ vị trí của Đô. Giật bắn tiếp tục phải ép một pha lùi về đến từ vị trí của Vista. Còn Dudu ở góc này thì anh ta đang bị cô lập cú chiêu cuối tốt đến từ Croco, lên bảng điểm số tới từ người đi chơi đi rừng bên phía của Lissabox. Nhưng đó đã là mạng thứ 3 liên tiếp dành cho bên phía của Lissabox. Không có rừng, chúng tôi vẫn sẽ ăn Baron. Đó là những gì mà bên phía của Lissabox đang muốn đưa ra dành cho bên phía của Hangulai. Còn Hangulai thì chắc là bỏ thôi. Tín quá, Sunbox đánh tín quá. Prince 607 với Baron, với một con Zing đang xanh thế này, với một con Asia, mặc dù của Closer không có bất cứ một điểm hạ gục nào, nhưng cái đóng góp của anh ta cũng là khá ổn với những tình huống phân chia thiên hạ, tạo góc bắn dành cho dòng hoàng tử bên phía của Sunbox. Thực ra thì ở LCK thì có một cái tiền lệ là thường thì chấm MVP sẽ là chấm kia đây. Nếu như mà không thực sự có những cái sự đột biến nào đó một cách khủng khiếp với các player, các tuyển thủ thi đấu, thì nó sẽ là Kidday sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng. Nếu xét Kidday thì rõ ràng là Prince đang là người có Kidday ấn tượng nhất của Lissabox ở thời điểm hiện tại, với 607, 6.500 tiền nhỉnh hơn so với lại con Aphelios trong tay của Samdi. Đó là những gì mà Zing của Prince đang thể hiện ở ván đấu này. Nó là hơn 2 trang bị lớn được giãn cách đến từ hai người chơi xạ thủ. Quá khó khăn ở ván này dành cho Hangulai Sport, và tôi nghĩ rằng nó sẽ là ván 3 thôi. Quan trọng là ai được MVP. Tôi nghĩ rằng Croco nên được trao 100 điểm MVP. Những cái tiền đề mà anh ta tạo ra dành cho những người đồng đội của mình. Nếu như không có Croco thì chắc chắn cũng sẽ không có con Zing của Prince. Và đây lại là một tình huống nữa, Croco là người khởi đầu cho tất cả với pha ủi vai khiến cho Onfix phải mất cho mình cú tốc biến để có thể đào thoát. Bù lại Baron đang giúp cho các thành viên bên phía của Lissabox đẩy cả hai đường. Và quá khó khăn dành cho Hangulai Sport trong việc phòng ngự. Bây giờ phòng ngự lính bình thường thôi đã khó, chứ đừng có nói tới lính có cường hóa đến từ bộ lại Baron. Một đường mở toang dành cho Lissabox. Không hề có bất cứ động thái phản kháng nào đến từ bên phía của Hangulai khi đầu của họ chênh quá nhiều so với lại đối phương. Bây giờ con Zing của Pin bật súng cối và bắn vào các thành viên bên phía của Hangulai, thì tôi nghĩ rằng ít ai có thể chịu được Closer, và anh ta không đẩy được ai về cả. Đi bộ ra đến từ Closer, quay trở lại trả đòn đến từ vị trí của Karis. Cú lao vào đến từ vị trí của Vista, đột tốc biến rất nhanh. Góc trong này thì Poppy trong tay Croco bị kẹp lại. Cú na rất tốt đến từ vị trí của Dudu, nhưng anh ta lên bảng điểm số rồi. Hưng phấn đến từ Prince. Và khi hưng phấn được kích hoạt thì Prince bắn nét trong tình huống này. Double kill dành cho Prince, nó sẽ là triple kill dành cho Prince. Và cú double còn lại dành cho Dove để kết thúc ván đấu thứ hai với chiến thắng ở phút thứ 25 của Belisabok. Một từ thôi, tôi xin phép được dùng một từ thôi, chính là gọn gàng. Gọn gàng là những gì mà Sunbox thể hiện được trong cái ván đấu thi đấu thứ hai này, ván đấu cực kỳ nhanh chóng.
Và thật sự để mà nói là cũng rất là hiếm khi mà có một ván đấu của LCK nó diễn ra nhanh như thế này. Từ 24, 49 giây thì phải, nhớ không nhầm, là nhà chính của Hao Lai đã nổ rồi.